Dạ chào thầy, nay em xin một phỏng vấn về Google Translator sử dụng con B 18F4450 để điều khiển. Ở đây ta có cái chân R, kết nối cái chân R0 đến R7 và chân RE0 là tên là SDK, RE2 là SDO và có một nút nhấn reset và kết nối về chân RE3. Ở đây ta kết nối cái chân RE2 đến D2 đến D7 của C74 C573 này là chút dữ liệu. Có chữ là E tích cực mức cao, chữ này cho phép chút dữ liệu. Và ta sử dụng 2.2 ra Q4 5 để điều khiển module 32 lít đơn này. Thì, ở đây có con C74 C575. C575 dùng để điều khiển các led, mỗi xe điều khiển được 8 led và 4 xe điều khiển được 32 led. Ở đây ta có cái chân điều khiển là SDK là chân cấp xung, SDO là chân dữ liệu nối tiếp, SDK32 header là chân dữ liệu khi nghe dịch ra bên ngoài, chân G32 header là cho phép dữ liệu. Sau đây là phần code. Đây là một đoạn bài code viết sẵn, nó là bài ví dụ 3-9. Đây có một số bài là sáng tắt 32 led 5 lần, sáng tắt phải sáng trái 32 led, sáng tắt trái sáng phải 32 led. Thì ta cùng kiểm tra. Thì ta thấy